Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản xanh, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới tọa lạc ngay trên mặt tiền con đường nhựa tỉnh lộ 9 này quý anh chị nhé. Từ bức tường đó mình đo sang là 10m và chạy dài xuống phía sau là 82m. Tổng diện tích trên sổ nó là 827m2, một lô đất hướng bắc nằm ngay trên mặt tiền con đường nhựa tỉnh lộ 9. Và lô đất này thì đã được chủ đất san lấp cao ráo bằng với mặt đường quý anh chị nhé. Và bốn xung quanh đã cắm cọc bê tông rất là kiên cố và xây ranh. Vị trí nằm ngay mặt tiền con đường nhựa tỉnh lộ 9 của xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị. Đối diện của lô đất chúng ta thì có công ty Vĩnh Cường quý anh chị nhé. Và trên con đường này thì đã có sẵn điện 3 pha. Với lô đất ngày hôm nay ngang 10 và dài là 82, quý anh chị mình rất tiện lợi mua để xây kho, nhà xưởng nhỏ hoặc là làm mặt bằng kinh doanh buôn bán. Thì những cái vị trí mà ngang 10 nằm trên con đường tỉnh lộ 9 này bây giờ đang dần trở nên ít ỏi và hiếm sản phẩm. Theo hướng này, quý anh chị mình chạy thẳng sẽ đi lên khu vực cống Gò Mối, hướng đi lên trung tâm hành chính công của huyện Đức Hòa. Còn hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về ngã ba Mỹ Hạnh, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất ngày hôm nay cực kỳ là đẹp, đã được chủ đất san lấp cao ráo bằng với mặt đường, có đóng cọc bê tông kiên cố và xây ranh gạch rồi. Giá của lô này là 8,1 tỷ Việt Nam đồng, giá bao thuế phí công chứng sang tên quý anh chị nhé. Ngang 10 và dài là 82, tổng diện tích trên sổ là 827m2, đất đã lên thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, tọa lạc tại mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 của xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và giá là 8,1 tỷ Việt Nam đồng. Quý anh chị nào quan tâm đến lô đất mặt tiền tỉnh lộ 9 ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc Biển Xanh để trên màn hình quý anh chị nhé. Kính chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video clip mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.